Trại cô gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cô gái. Rồi. Rồi có đèn led xíu. Chúng ta hơi hoang mang. Rồi con 03 này về chủ mới nha, về anh trai ở chợ Lộc Thái, Lộc Ninh, Bình Phước ha. Rồi, chân có vòng khoen đây ha. Giọng rất lớn luôn. Gáy vang một vùng luôn. Một hai sáu ha. Rồi mã số khoen là 126. Rồi tiếp theo về Bình Phước nữa là thôi giờ đây cỡ gần đây đi lên Lộc là Cần Thơ là hai con ha, con số 10 và con 07. Em nói nhầm ha, con 07 đây. Tướng này thì khả năng là tướng tống tơ thôi chứ còn mái nào ít có con nào mà tướng vậy lắm ha. Chia trên trai Cần Thơ anh này ủng hộ em hai lần rồi ha. Đó. Rồi. 220 nha. Rồi, với con này số 11, gáy 5 hậu, bảo hành gáy 5 hậu không bao trống mái. Rồi. Chân có vòng chân tím với dấu trắng rồi. Chân cẳng bình thường ha. Rồi, xong hai đơn ha. Hai đơn này thì một anh là ủng hộ lâu rồi, còn một anh thì ủng hộ đơn thứ ba ha. Tiếp theo đơn này, hai đơn này thì cũng đơn thứ ba luôn của một anh trai ở Bình Phước là ngã ba ngân hàng gì em quên tiêu rồi. Chứ anh trai ở Tắc Vân Cà Mau ha. Tắc Vân này thì ủng hộ em đơn thứ ba nè, thứ ba thứ tư vậy không nhớ nữa. Hôm nay bán là cơ bản là bốn đơn sáng này là toàn là khách quen thôi, khách đã mua rồi. Đầu tiên là anh trai ở Cà Mau, Tắc Vân Cà Mau, anh lấy hai con 500 chuột 212 213 ha. Rồi. Đây. Đây, 212 213. Rồi, bỏ thùng ha. Cà Mau. Nghe nói Cà Mau xa lắm nhưng mà gửi từ trưa tới chiều là tới à. Cà Mau thì gửi ra 7 giờ sáng. Thì tầm trưa 2 giờ tới anh em. Còn đây. Đây, con này cườm đẹp nè, 214 nè. Rồi liên khúc cho anh trai này ba con luôn đi. Anh này kêu lựa ba con bự con. Nhưng thực ra bự thì nó cũng chạy như nhau hết à. Quan trọng bộ cườm chim cu mà nhìn vô bộ cườm đẹp thì nó đẹp nha. Rồi lựa cho anh ba con luôn, 214, 215, 216 luôn. Vậy để cho dễ. Cỡ như bột cườm không, nhìn rất đẹp ha. Chứ bự con thì dạng này nó bự con như nhau hết nha. Bột cườm đều sáng nè. Đều, bóng đều dày. Cơm dày rồi ha. Còn lại có thầy ở Trà Vinh chốt thêm 4 con ha. 1, 2, 3 4, 5 5, 4 con mà thầy cứ lựa con nào bự là được. Thì cơ bản chim cu Thái này thì nó cứ bự bự gì chứ nó không có con nào nhỏ nhỏ nữa nha anh em. Rồi 4 đơn. Rồi hai đơn đầu tiên, đơn Bình Phước về chợ Lộc Thái với về ngã ba ngân hàng nha. Rồi về Bình Phước tiếp theo gửi về Tắc Vân Cà Mau đây, gửi xe Hòa Thuận nè, cườm quá đẹp luôn ha.
Anh Tây ủng hộ lần 4 rồi nha, lần 4 lần 5 gì đó. Rồi. Về Cà Mau, về Cần Thơ. Tiếp theo thì gửi một cặp vân hoa đen. Con này là con trống nha. Đó, nó gù nhiều ha. Cái này trước em có đăng clip rồi báo giá 1 triệu nhưng mà có anh em trả 800 thì em cũng chưa bán. Sau thì đây có dịp luôn. Anh này trước em bán cho anh hai cặp vân hoa nhưng mà có một cặp nó bị lỗi, nó ra 4 trứng thì tính thì như chính sách bảo hành của em nói từ đầu ha, một cặp thì bao chuẩn một trống một mái. Thứ nhất bảo hành là anh em đưa con mái đó, một trong hai con mái đó đưa cho em, trả lại cho em thì em đưa cho con trống thì không có mất tiền ha. Còn anh em muốn lấy con trống thì anh em phải trả nửa tiền con trống nha. Vậy thì như con trống bây giờ hiện hành thì bán cỡ 500-600 đi. Đó, đó là tơ nha, chưa gáy gù, còn gáy gù rồi thì 700-800, có khi 1 triệu tùy nó tố chất. Đấy ha. Thì cùng lứa tuổi của nó thì nó giả sử một con chim vân hoa này mà 7-8 tháng đã gáy gù thì cùng lứa đó thì nó tầm cỡ 700-800. Đó, nói chung chơi vào tầm đó thì em chia cho ảnh lại cặp này giá mềm luôn, chỉ có 400.000 thôi ha. Nói chung thì tình cảm là trên hết, chứ còn mà nếu mà chia cặp chim này 400.000 thì nói chung là lỗ. Từ lúc nuôi tới lúc bây giờ mà bán 400 thì rất lỗ. Đó là chia sẻ thật thà cho anh em nghe hiểu ha. Đó thì ảnh có mua em là lần này thứ tư thứ năm, hồi sáng mới gửi lúc gửi ba con đi Bình Phước anh, ở Bình Long Bình Phước ha. Đó, thì chia lại để bảo hành thôi, chứ thực ra cái chuyện mà một cặp nó ra hai trống hai mái thì không ai muốn. Và thứ hai là đó là chuyện như nó cũng hên xui hiếm lắm mới xảy ra, nhưng mà thôi cái đó là chuyện mình bán mình bảo hành, đó là điều bình thường anh em, và phải làm phải là điều đó thôi. Em cũng không có muốn xích mích anh em hay là bất cứ điều gì xảy ra để nó không hay ha. Nên anh em xem thì cũng nếu có vấn đề mà em bán chim hay có vấn đề gì thì anh em cứ thẳng thắn chia sẻ, không có gì hết ha. Thì em bán cho anh em thì em biết mà, bán con chim nào em đều lên clip cho anh em hết ha. Có những con chim mà như xe Omnibus thì nó cũng hơi kẹt, cũng ít có trường hợp đó thôi, còn cơ bản còn lại thì em bắt thì em đều làm clip để bán cho anh em. Nên là em rất là cảm thấy điều này rất bình thường nha. Đó, con này con mái ở dưới nha, con trống ở trên. Rồi, tiếp theo thì lựa cho anh Lâm ở bến xe Cà Mau, sáng mai gửi xe Hòa Thuận luôn. Ngày đầu clip thì cũng gửi xe Hòa Thuận là về Tắc Vân ha, chợ Tắc Vân Cà Mau. Thì bây giờ chiều nay xe quay đầu lên ha, rồi ngày mai lại nhận ở lại gửi ở ngã tư địa chất hoặc quốc lộ 13 nha. Đầu tiên là con 218 nè. Đó, anh yêu cầu thứ nhất là bộ cườm trắng. Đó, bừng trắng trắng dữ vô, nhiều vô. Đó, để coi chân cẳng rồi. Trời, chân cẳng đủ ngón bộ nè. Những con này thì anh em đứng cầu kỳ quá ha. Em bán giá mái nên nè, về ngoại hình tổng quan đồ này kia thì đẹp thì anh em xúc thôi, chứ còn hên xui có khi nó còn lọt ra trống. Tại vì nhiều con mái nó chơi cũng như trống, mà nhiều khi con trống nó chơi xìu xìu như mái cũng bực mình lắm. Rồi, con này nha, 218. Rồi con 220 nè, con này thì bộ cườm cũng nhuyễn đều đẹp. Đó, ngoại hình thì không chê chỗ nào hết. Rồi, con 220 này cái chân thì chân phải nó bình thường ha. Con trái nó cua móng thì thôi cho nó lại đi, tại vì công thì để cái đó để thương thảo sau. Rồi con khác. Rồi con 12-16 đây. Đây bắt 28 giờ bắt 26. Cái này cườm thì cũng cườm trắng được, cũng tương đối không nhiều, không nhuyễn.
Rồi. Con này chân cẳng để móng đầy đủ ha. Đối với những con này bán giá mái, thứ hai là chân cẳng nó cua hai ba ngón thì không ảnh hưởng anh em. Nếu mà nó ra mái thì nó nằm dưới không sao, mà kể cả nằm trống hai ngón nó đập mái vẫn bình thường á. Rồi. Sau thời gian chờ đợi thì anh em chốt thì cuối cùng em cũng để lại cặp này luôn. Và cuối cùng thì em nó đã rớt trứng ha. Đây, con ở trên là con trống, con dưới là mái ha. Hy vọng tụi nó sẽ có cồ ha. Trứng mới luôn nha anh em. Đó. Bán 800 ngàn không anh em nào chốt thì để lại nuôi sinh sản luôn. Vân rồng đỏ. Sau này bán cặp con bèo bèo cũng được 4-5 xị. Gặp anh em đúng gu ha. Anh em đồng môn đúng gu. Kiếm được 4-5 xị tiền cơm cháo cà phê. Em nói chơi ha, tại vì bữa em cũng có đăng cặp này nhưng mà không có anh em nào chốt hết nè. Có anh em trả 500 nhưng mà quá bèo ha. Nuôi cặp chim tới 7-8 tháng mà bán 500 thì lỗ chết. Nên là em để lại luôn. Giờ con mái trên ha, chuẩn bị rớt hai trứng vô ấp ngon lành. Cái bèo như cu đất bán cũng được 250-300 ngàn một cặp nha anh em. Còn nuôi sinh sản thì nó có nhiều khó khăn, nhiều vấn đề lắm, nhưng mà cũng khó nói trước được. Nhưng mà thực ra thì đối với bản thân thì cũng khắc phục nhiều nhờ có cú pháp đồ nè. Vì mình để ý những cặp chim á, giả sử như cặp này mà nó đẻ mà dù lứa này nó không ấp hoặc này kia là mình biết lứa sau mình canh nó đẻ hai trứng xong mình đưa cho cú pháp liền ha. Nói chung có nhiều cách lắm chứ cũng khó có để thành công liền lắm. Như cặp này mua của nhà chủ thì đẻ ấp nuôi con tốt rồi đó, mà về đây nín nín thình mấy tháng trời đó. Rồi lên clip cặp tốc độ luôn ha. Cặp tốc độ này ngon lành cành mít luôn, 5 xị. Rồi anh em mà kết cặp này thì chuẩn bị 5 xị nha. Đây cặp con của nó âm rất khuê luôn, cho anh em đi coi luôn. Cặp mà bố em nói lên giá cho anh em cặp 1.3 triệu, nếu mà giá nó không chốt được thì để lại làm giống luôn cũng được nha. Để lại làm giống tiếp tục bán cho anh em ha. Đó đó. Ấp không chịu ấp. Đây đây là con trống nè. Thả vô là lụm. Cặp này thì chưa xác định được con này là con mái đâu, nhưng mà con này là con trống 100% rồi ha, là con của đó đó. Con này thì cũng nói chung là chưa có gọi như là tiếng chưa bung hết nữa, tại rất là tơ, nó tầm mà cỡ hơn 6 tháng một chút đó. Như con này thì giờ em chơi thì em lấy ra em lên lồng là tầm gáy liền ha. Con này cỡ bán nếu mà gáy gù căng bán cỡ được 1.3 triệu đến 1.5 triệu, khuyến mãi thêm con mái luôn. Giờ anh em ghép, còn không thì để chơi thôi, để này ghép bán chim con cũng được nha anh em. Đó, thì anh em nếu quan tâm cặp này thì alo chuồng 0403 ha, điểm tách ra rồi. Chuồng 04 là con gù ha. Đây, còn chuồng 03 thì em nghi là con này con trống luôn nè. Nhìn mặt nó không có nét mái đâu. 03 ha. Nó cũng không có xỉa lông ha, nếu mà cùng cặp thì đấy thì thôi. Để đây nếu mà là 03 đó ha. Nó không xỉa lông nha anh em. Thì chiều đang quay mà máy hết pin, em sạc pin bây giờ là gần 6 rưỡi tối rồi ha. 6 rưỡi tối rồi. Thì cặp này thì giọng thổ bầu gì đó,
ba mẹ nó tốc độ nha. Đó, anh em xem vui ha. Đó, anh em kết thì chia giá 1,3 triệu nha. Một, bảo hành có một con trống nha, còn con kia thì chưa biết đâu. Một 26 thì con này thì sáng có anh trai anh ghé nhà anh bắt, anh trai đi với vợ, nghe ba em kể lại thôi. Thì hồi sáng thì ảnh ghé ở ngoài trường tiểu học kêu em mang ra, nhưng mà hồi sáng lúc em đi là 5 giờ em đi rồi, 5 giờ 15 em đi rồi, năm đó thì em cũng quên bắt luôn. Anh ra vô ảnh cũng test chim rồi ảnh bắt ha. Thì con này thì kêu cũng gửi clip cho một anh trai, ảnh kêu gửi clip nó thúc, đứng lòng nó thúc, mà em cũng lu bu nhiều việc quá rồi em cũng quên rồi. Lúc thì muốn gửi, lúc thì muốn làm gửi, mình nhiều khi quên em cũng không có ấy được, nên là anh cũng thông cảm ha. Còn anh này thì anh tới anh coi cái anh bắt luôn, không em gửi cái clip đồ cái anh nghe qua anh coi test cái anh bắt luôn, chứ anh cũng không có này hà thời gian ha. Ảnh làm nhanh gọn luôn, rớp rẽn rồi. Còn con này con tơ em mới bỏ vô nha. Rồi thì hôm nay đi Bình Phước hai đường, rồi Cà Mau buổi sáng, rồi mai gửi nữa, Bình Phước cũng mai gửi nữa, rồi Bình Dương, rồi Cần Thơ nha. Hôm nay đi 6 đơn nè, hôm nay với ngày mai đi 6 đơn nha anh em. Còn mấy con thì treo lòng thì phim chậm gái. Đây em cũng đang nghiên cứu mấy cái con lòng trần này ha, làm sao để khắc phục mấy con sẻ chứ. Nó vô báo mấy con chim này quá, nó không dám chơi luôn. Rồi rất trân trọng cảm ơn tình cảm của mọi người đã tin tưởng ủng hộ trại cu gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương nha. Rồi mọi người xem vui lòng cho em xin một đăng ký kênh nha. Hẹn mọi người ở những clip tiếp theo. Bye bye.